Làm điều này trong chuyến đi xa lâu ngày để cây hồng luôn khỏe mạnh. Trong năm có dịp Tết Nguyên Đán là thời điểm hoàn hảo nhất để về quê quần bên gia đình, về quê thăm họ hàng, du xuân thưởng ngoạn để lấy may mắn cho một năm mới thật là bình an. Đôi khi những dịp như vậy thì không thể chăm sóc cho cây hoa hồng như thường nhật được nữa. Vậy phải làm thế nào trong những dịp phải đi xa lâu ngày nhưng không nhờ được ai chăm sóc cho những chậu hồng của bạn? Hôm nay, Rosava TV sẽ mách cho các bạn bí quyết rất đơn giản thôi nhưng vô cùng hiệu quả đó nhé. Thứ nhất, hãy ngưng việc bón phân. Hoa hồng cần nhiều dinh dưỡng để phát triển và ra hoa, việc bón phân cho cây là rất tốt. Tuy nhiên, sau mỗi đợt bón phân thì cây hoa hồng của bạn sẽ cần nhiều nước hơn bình thường. Mà khi bạn đi chơi xa thì rất khó để tưới nước được cho cây nhiều và thường xuyên. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cần phải ngưng việc bón phân cho cây hoa hồng vào khoảng từ 5 đến 6 ngày trước cái ngày mà bạn đi vắng. Điều này mặc dù sẽ khiến cây phát triển chậm lại nhưng cần phải được áp dụng nếu như không muốn cây bị chết vì thiếu nước. Thứ hai, cắt tỉa đúng cách. Nếu như bạn không có ở nhà để ngắm hoa thì nên thực hiện việc cắt tỉa bớt lá, thậm chí là cả hoa và nụ, cũng như là loại bỏ hết các cành khô và cành chết của cây hoa hồng vào ngày trước khi đi để cây tiêu thụ ít nước hơn bình thường. Nếu như bạn vẫn muốn chơi hoa vào dịp Tết thì vẫn có thể giữ lại những nụ hoa và tham khảo lịch cắt tỉa hoa hồng chuẩn Tết 2021 của Rosava TV để có những tính toán hợp lý nhất cho lịch trình của bạn nhé. Thứ ba, kiểm tra cây. Bình thường thì ở kè kè bên cạnh cây hồng, có ốm có đau gì thì cũng có thể xử lý ngay được. Tuy nhiên, nếu như có dịp phải đi đâu lâu ngày mà lỡ cái cây hồng bị bệnh thì thực sự là rất dở. Có khi về đến nhà mà thấy nhện đang cắn phá cây thì xót lắm luôn. Chưa kể còn nấm bệnh virus khó mà lường trước được. Cái này thực sự phải kiểm tra từ khoảng nửa tháng trước khi đi. Nếu như có bệnh gì thì phải trị ngay. Nếu như may mắn mà chưa thấy dấu hiệu của bệnh gì thì cần phải thực hiện ngay những biện pháp phòng chống. Được vậy thì cây vừa khỏe mà lại còn an tâm, cả nhà cùng vui. Bạn có thể sử dụng ngay bộ BioGuard để phòng tất thả các loại bệnh trên hoa hồng. Còn nếu như lỡ bị bệnh rồi thì cũng có thể sử dụng bộ này để trị. Tuy nhiên liều lượng sẽ phải nâng lên để nhanh khỏi bệnh. Khỏi rồi thì cũng nhớ là phải phun phòng nữa nha. Thứ tư, tưới thật đẫm nước trước khi đi. Nếu như có thể thì hãy làm hệ thống tưới chậm hoặc tưới tự động. Cây hồng rất cần nước. Tuy nhiên nếu như đã thực hiện ngắt phân bón và cắt tỉa thì cây có thể giảm lượng nước đi một chút. Bạn có thể tưới thật đẫm trước khi đi. Cách này khá hiệu quả với những cây chậu thông lớn. Hoặc nếu là cây hạ thổ thì gần như là chả phải lo gì nữa. Tuy nhiên, nếu như là cây trong chậu bé thì thực sự lượng nước bạn tưới sẽ tiêu biến rất nhanh. Vì vậy nếu có thể thì hãy tự làm cho mình một hệ thống tưới chậm. Có rất là nhiều hướng dẫn bạn có thể tham khảo. Hoặc đầu tư hẳn một hệ thống tưới tự động thì sẽ rất tuyệt. Bởi vì không chỉ dịp này mà bạn còn có thể tận dụng hệ thống này để đỡ công tưới trong tương lai. Rất đáng để đầu tư đó ạ. Nếu như phải đi xa, vắng nhà lâu ngày mà chưa biết phải làm gì để giữ cho cây hồng khỏe mạnh thì có thể tham khảo những cách của Rosava TV đề cử nha cả nhà. Nếu như thấy hữu ích thì hãy cho mình biết dưới phần bình luận nhé. Ngoài ra còn bất kỳ thắc mắc nào thì có thể gửi ngay tin nhắn trực tiếp để được giải đáp nha.